Thường xin chào đón quý vị đến với chương trình Góc khuất hôn nhân, chương trình do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Pin House thực hiện. Thưa quý vị, hai người đang đứng bên cạnh tôi đó chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, bạn Kiên và bạn Nga, còn rất trẻ. Nè, cô vợ đang có em bé nha, nhưng mà không biết họ có những cái nỗi niềm gì mà mình phải giải quyết ngay quý vị, tại vì mẹ bầu mà đang mang thai như thế này mà có cái gì nó còn uất ức là khó chịu lắm đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi những lúc mà em như vậy mà em khó chịu mà ảnh không có để ý tới thì em làm gì? Cũng tủi thân với chị. Có khóc một mình không? Chưa có khóc. Chưa có khóc dạ. Hả? Không sao, vẫn còn lạc quan lắm. Thế hôm nay em nghĩ là vợ mình có bức xúc với mình nhiều hơn hay là mình bức xúc với vợ mình nhiều hơn? Em bức xúc nhiều hơn. Trời đất. Vợ đang có bầu mà mình bức xúc nhiều hơn. Nhưng mà em không nói. À, thế là hôm nay đến đây để nói đúng không? Rồi, vậy thì chị giới thiệu với Kiên, với Nga. Hôm nay cùng đến đây với Cát Tường để lắng nghe chia sẻ của hai vợ chồng em. Thì Tường còn có hai người bạn, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ tâm lý Hòa An. Và một nghệ sĩ rất là xinh đẹp, xin giới thiệu nghệ sĩ Thúy Hạnh. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau về vị trí của mình và sẽ bắt đầu với câu chuyện của hai em ngày hôm nay nha. Xin mời. Sau gần một năm chung sống thì mình cảm thấy là cuộc sống hôn nhân của mình rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng mình sắp đón một bé trai đầu lòng. Cái điều đó cũng là điều tuyệt vời đối với gia đình của mình. Vợ mình thì cũng là một mẫu người phụ nữ hướng ngoại, thích ra bên ngoài làm việc nhiều hơn là chăm sóc cho gia đình. Trong thời gian sắp tới thì mình cũng mong là vợ mình thay đổi tính cách một chút, chăm lo cho gia đình nhiều hơn là bên ngoài xã hội, chăm chồng và chăm sóc những bữa cơm gia đình nhiều hơn. Mình cảm thấy rất là may mắn khi mình kiếm được một người chồng rất là tốt, cũng như là một người đồng hành trong công việc. Cuộc sống vợ chồng mà chắc chắn thì sẽ còn rất là nhiều điều mà chưa hài lòng với nhau. Đặc biệt là anh có một cái tính cách là hay đổ lỗi cho người khác, thì điều đó khiến mình cảm thấy là mình vẫn chưa được hài lòng. Mình mong muốn trong tương lai thì ông xã mình sẽ cải thiện được cái tính này để gia đình và cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng mình lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Dạ hai vợ chồng em thì lấy nhau cũng được hơn một năm ấy chị. Vậy là để dạ. Con đầu lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Bầu là mấy tháng rồi? Dạ bầu hơn 4 tháng. 4 tháng, biết vợ có thai có vui không? À rất là vui chị ạ. Sao nãy em nói em còn nhiều điều ức chế lắm. Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào? Em quen vợ em qua mạng và Facebook. Thấy chưa, ai nói là Facebook là ảo đâu. Facebook người ta quen nhau giờ có con rồi thấy không. Khi mà quen qua Facebook như vậy thì bao lâu thì mới hẹn hò để mà chốt được cái việc là hai bạn sẽ yêu nhau? Tình cờ lướt Facebook thì thấy nick của vợ em, thì khi đó thì vợ em là một người sống rất là tích cực, lúc nào cũng post những cái câu nói mà tạo động lực rất là nhiều, nên là em xem thì em thấy ồ cái bạn gái này có một cái tư duy rất là tốt, tích cực và truyền được cái cảm hứng cho em. Thì khi đó em mới nhắn tin, em có nói là cho anh làm tài xế cho em nhé. Lúc đó thì bạn vợ em thì chuẩn bị về quê. Khi mà ở quê vào thì lúc đó thì mới bắt đầu là có buổi hẹn hò đầu tiên. Đó là ngày em nhớ ngày đó là ngày Noel, tối đêm Noel. Em thì không có chủ động nhưng mà vợ em là người chủ động trước. Dạ. Cũng bật đèn xanh rồi đúng không? Mình hẹn. Thực ra thì rất là nhiều các câu chuyện khi mà hẹn hò trên Facebook ấy thì hay là vỡ mộng khi mà gặp người thật đấy đúng không? Không biết là hai bạn khi ngày đầu tiên gặp nhau thì cái cảm giác về nhau thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau á, thì khi mà nói chuyện á, thì em cảm thấy là nó như hòa làm một á. Cảm giác là mình phải chủ động để mình quen nhau. Chứ coi như là đây là một cơ hội đến mình rồi. Cũng quen nhau được 3 năm thì tụi em mới cưới. Thì trong khoảng thời gian đó thì tụi em cũng không nghĩ là mình sẽ đi xa như vậy đâu. Nhưng mà không ngờ thì mọi thứ là coi như là ông trời sắp đặt. Vậy là hai bạn này không có sống ảo trên mạng, có sao thấy vậy nè. Thế lần đầu tiên gặp vợ em có thất vọng gì không? Suy nghĩ về người phụ nữ của em phải công du ngôn hạnh, rồi tóc phải dài, nói chung là dáng phải thon phải đẹp. Đấy. Nhưng mà khi gặp vợ em thì nói chung là em cũng chỉ chấm được khoảng 6 điểm thôi. 6 điểm nhưng thôi. Em thiên về cái hướng là tư duy tốt thì em rất là thích những người mà có tư duy tốt, có cái ý chí nghị lực vươn lên á. Quen nhau trên Facebook đến ngoài đời thật rồi cũng tìm hiểu 3 năm, bây giờ mới có bắt đầu có em bé thôi, thì lý do gì ngày hôm nay họ đến đây? Đó là vấn đề mà ba chúng tôi đang rất là thắc mắc. Thế bây giờ hai bạn đã sẵn sàng cho cái cuộc nói chuyện của mình ngày hôm nay chưa ạ? Cởi mở. Dạ rồi. Nhá, mình hãy chia sẻ hết. Để không thôi vợ sắp sinh mà có nỗi niềm cũng không được, mà anh chồng cái gì đâu mà nói có cất nhiều hơn mà để trong lòng thì cũng rất là kỳ. Rồi, xin mời hai bạn, chúng ta sẽ theo dõi một cái tình huống mà chương trình đã chuẩn bị.
Anh ơi, em đi làm trước nha, anh tranh thủ rồi đi sau nha. Sáng mặt mày quạo đeo vậy hả? Vụ gì vậy? Sao? Vụ gì mặt mày quạo? Chị. Vụ gì vậy? Vậy là gì? Có nói không? Có quạo không? Không quạo đi á. Hơi đâu mà quạo. Em đứng lại coi. Thấy chưa? Biết ngay mà cái nết. Sao vụ gì? Em sao vậy? Anh thấy riết rồi em coi chồng em á thua cả một con bù nhìn nữa. Hả? Em đối xử với chồng em như vậy hả? Đối xử làm sao? Em làm cái gì sai với anh? Mới sáng sớm. Trời ơi, bây giờ cảm xúc của chồng em đang rất là bực. Mà bây giờ em bỏ đi là vậy hả? Anh quạo anh bực gì anh cũng phải nói chứ. Em có phải là ruột rê phèo phổi trong lòng anh đâu mà biết. Em phải biết cái chuyện em làm chứ. Em làm chuyện gì? Sáng giờ chưa làm chuyện gì có lỗi hết nha. Đúng là sáng giờ chưa có làm chuyện gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là tối hôm qua. Tối hôm qua không hề đạp anh xuống giường. Trời ơi, còn phải đạp nữa hả? Chứ sao? Tối qua nói em sao? Sáng nay anh có cuộc hẹn quan trọng với đối tác của anh. Làm ơn á, giúp anh ủi đồ giùm anh cái. Anh ngủ một giấc sáng dậy áo còn nguyên. Nhăn hay ghê luôn, bây giờ anh phải ủi cái áo này nè, thấy chưa? À, uống miếng nước nào, uống miếng nước nè. Uống miếng nước hạ quả nè. Không uống nước gì hết á. Biết sao không? Đây chả đây đổ bây giờ. Biết sao không? Tối hôm qua các em làm việc các em mệt quá, các em ngủ quên luôn, các em quên ủi. Nói trời ơi, có cái áo không thì ủi đi, còn trách hờn cái gì nữa vậy thôi đúng không? Không phải là chuyện cái áo không thôi ha. Chuyện nấu cơm, nhà cửa này nọ, gì em cũng quên hết đó. Gì em cũng không làm hết, cái chuyện gì cuối cùng cũng để anh làm hết là sao? Ủa hôm nay đụng túng cái ngày gì vậy? Tự nhiên bây giờ lo cái chuyện này ra nói. Lúc trước, trước khi mà kết hôn á, đã thỏa thuận rồi mà. Ai rảnh thì làm, mà thời gian này em không rảnh thì anh làm. Cái đó là cái chuyện trước khi kết hôn. Còn sau khi kết hôn là cái chuyện khác mà anh đi. Nè. Nếu như mà anh nói như vậy nha, là do anh lương lẹo nha. Trời. Trước sau không nhất quán nha, phải tại em nha chưa? Em mới là cái người lương lẹo đó. Em lương lẹo cái gì nữa? Em cưới anh về, em làm vợ anh. Rồi bây giờ em đối xử với anh như vậy. Biết là anh ấy nhiều khi em không phải là vợ của anh nữa. Bây giờ cái gì trong nhà anh cũng làm hết. Thôi, em nãy giờ là em bực lắm rồi đó. Anh vừa phải phải thôi nha. Trời ơi, bây giờ vợ chồng ở trong nhà thì người này làm không được thì người kia làm. Em đã nói rồi, bây giờ công việc của em đang bù đầu bù cổ, em không có thời gian. Cái chuyện nấu cơm nó vừa anh nấu được có thể nấu, anh không nấu được thì ra ngoài ăn. Chứ em có bắt anh nấu đâu mà anh làm vậy. Trời ơi, cái chuyện gì em cũng đụng đẩy cho công việc hết vậy. Thôi coi như là anh dẹp bỏ hết cái tự ái, cái cơn giận của anh vào một bên, coi như là anh nặng nỉ em luôn á, làm ơn đi. Em coi anh là chồng của em coi anh là trụ cột trong gia đình. Em lo hết việc nhà giùm anh cái đi ha, vì anh vì gia đình đi. Em cũng nặng nỉ anh luôn á. Anh làm ơn cho em là vợ anh thôi chứ không phải là má anh đâu. Mà cái gì em cũng làm giùm anh hết trơn á. Em quá mệt mỏi về công việc, bây giờ em đi làm em không muốn nói cái gì nữa trơn. Trời anh muốn dạ. Làm tự anh làm đi. Dạ. Sao Kiên, coi cái tình huống vừa rồi thì Kiên thấy như thế nào? Tình huống vừa rồi thì cũng hơi giống khung cảnh mà gia đình em. Đúng cái đoạn nào đó? Đúng cái cảnh mà khi mà cái đứa nhắc đến ủi đồ á, thì em thì tự phải ủi đồ. Nói chung là vợ em thì cũng ít ủi. Rồi còn những cái chuyện lặt vặt trong nhà, ví dụ như nấu nướng ăn uống dọn dẹp lau cửa lau nhà thì ai làm? Mấy cái đó thì nói chung là hai vợ chồng cùng làm. Nhưng mà đôi khi thì em... làm nhiều hơn một chút. Từ hồi lúc mới lấy nhau về là đã vậy hay là sau này vợ có thai thì mới vậy? Hồi mới lấy nhau thì hai vợ chồng ăn ở ngoài hơi nhiều. Sau này thì vợ có thai rồi sắp xếp là một tuần hay là hai ba ngày gì đó ăn ở nhà một lần. Thì lúc đó thì hai vợ chồng mới bắt đầu là nấu cơm. Thì giờ này vợ có thai thì mình cũng chăm chỉ hơn một chút là mình vô mình nấu cơm cho vợ. Mình mới lập gia đình đến một năm nên là sống hôn nhân thì cũng còn nhiều cái nó chưa có vào cái guồng được. Hai vợ chồng nhiều lúc cũng chưa có hiểu nhau về vấn đề đó. Ngoài những cái việc đó thì còn mình còn xích mích nhau về chuyện gì khác nữa không? Hiện tại thì hai vợ chồng đang khởi nghiệp. Em đang là kinh doanh, em làm bên mảng media, làm những cái video marketing cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bà xã em thì hiện tại đang là CEO của công ty. Vợ em là càng đáng chuyện công ty cũng hơi nhiều. Đấy. Ai cũng đang có công việc bận rộn, thấy chưa? Thì đúng rồi, vợ em nói đúng rồi, chia ra ai rảnh thì làm. Thế thì dạo này là vợ em là bận hơn em hả? Chuyện công ty thì vợ cũng làm hơi nhiều. Còn em thì em chỉ đứng trên góc độ nhà đầu tư và mình đi sâu vào bên trong thôi. Còn vợ em là quản lý rồi điều hành tất cả tật mọi thứ, nhân viên này kia thì vợ em làm hết. Nãy giờ em nói em bức xúc nhiều là bức xúc gì em nói hết đi. Ngày xưa thì em mong muốn tìm được một người vợ, nghĩa là phải biết nấu ăn ngon, rồi tóc dài, rồi eo thon, rồi phải xinh đẹp này kia. Nhưng mà khi thì em gặp vợ em thì
Nói chung là cái điều đó cũng chưa được như mà mình mong muốn. Ví dụ mình mong muốn mà 10 điểm thì vợ em mới được có 6 điểm. Thì em mong muốn mà vợ em hoàn hảo hơn một chút nữa. Thay vì vậy mình nấu ăn ngon hơn một chút, rồi mình biết làm đẹp hơn một chút, rồi mình biết yêu thương và chăm sóc chồng con hơn một chút nữa. Những mong muốn đó em có chia sẻ với vợ em không? Em có nói cho vợ em có, biết không? Có chia sẻ, nhưng rồi, mà cũng... thấy là nhiều khi thì thấy vợ cũng chưa thay đổi nhiều. Vậy còn Nga, xem cái tình huống vừa rồi thì em có cảm xúc như thế nào? Em thấy thì nó cũng có xuất hiện cái gia đình em một phần nhỏ thôi. Nó cũng không phải là cảnh xảy ra hàng ngày. Còn về công việc thì anh Kiên cũng nói rồi là bảo là hai vợ chồng cũng có san sẻ công việc với nhau. Thì chỉ có cái thời gian này là em có bầu á, cho nên là cái công việc em cũng không có thể mà vừa công việc công ty rồi vừa mình lo dưỡng thai rồi vừa mình lo công việc gia đình, cho nên là chồng em làm nhiều hơn một tí, nhiều lúc là không có quen làm việc nhà cho nên là nó cũng hơi ức chế một chút xíu. Thật ra thì tôi rất là hiểu cái tâm lý của người chồng và cũng cả của người vợ luôn. Vì rõ ràng cái nhu cầu của anh chồng á là muốn vợ chăm sóc của ảnh một chút, không phải chăm sóc nhiều đâu mà chỉ là ủi một cái áo thôi, quan tâm một chút thôi. Nhưng mà là cứ mong muốn như vậy nhưng mà cuối cùng là Nga không có đáp ứng. Và đôi khi là Nga cũng không cảm thấy là cái việc ủi đồ như vậy là một cái việc quan trọng. Nhưng mà đối với ảnh là một cái việc rất là quan trọng. Không chỉ là cái áo được thẳng mà đó là cái sự chăm sóc và quan tâm mà ảnh đang có cái nhu cầu. Mặc dù là ảnh cũng có nói rồi nhưng mà không biết là Nga có để tâm hay không. Rõ ràng là thông qua cái phần mà của anh Kiên anh nói là tôi thấy là hình như là vẫn chưa có cái sự thay đổi lắm, đúng không ạ? Cái việc đó nó khó quá hay là cái việc đó là việc Nga không có thích? Cái công việc nhà thì thường mà mới bắt đầu hôn nhân á, thì em cũng là cái người mà em cũng làm là khá nhiều. Nhưng mà có thể là nhiều lúc cái công việc ở bên ngoài xã hội, em thì em quan trọng cái công việc nhiều hơn. Cho nên nhiều lúc cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm với chồng em thì nó chưa có nhiều. Đó là một sự thiếu sót mà em nghĩ là nặng nề. Thì trong thời gian sắp tới thì em nghĩ chắc phải cải thiện rất là nhiều nữa. Thì em cũng biết vợ mình là công việc rất là bận rộn đúng không? Dạ. Rồi hai bạn trước khi mà quyết định ngoài cái chuyện tình yêu ra, mình yêu nhau, mình lấy nhau thì mình có ngồi mình bàn với nhau nếu mình cái công việc sau khi mình lấy nhau thì ai trách nhiệm như thế nào, làm gì hoặc là kế hoạch bao lâu thì mình ví dụ mua nhà bao lâu, mình có một đứa con bao lâu, mình có đứa con thứ hai, là mình có bàn một kế hoạch với nhau trước khi đám cưới không? Trước khi đám cưới thì cái lúc mà tìm hiểu á, hai vợ chồng em thì cũng có ngồi chia sẻ với nhau thì cũng rất là nhiều. Ví dụ như là về công việc nhà thì khi mà cưới rồi thì ai mà đang bận cái này thì người kia phụ, có nghĩa là mình cùng san sẻ với nhau, cùng làm. Sau khi cưới rồi thì tụi em thì cũng vẫn chia sẻ công việc với nhau đều. Nhưng mà có nhiều lúc thì cái cuộc sống vợ chồng ấy kiểu như cái bát cái đũa thì người ta bảo là nó đôi lúc nó phải chạm nhau cái này cái kia. Thì nhiều cái nó cũng xảy ra. Có nghĩa là vợ làm nhiều hơn một chút hoặc là chồng làm nhiều hơn một chút, mình lại có những cái chưa có giải tỏa được. Phải chi một người làm người kia không làm. Đằng này hai vợ chồng đều đi ra bên ngoài làm công việc xã hội rồi về cũng cùng phụ nhau thì đôi lúc làm sao mà chia đôi mà rạch ròi được đâu. Cái mâu thuẫn của hai bạn này rất là nhỏ. Nãy giờ hai bạn nói rõ ràng chỉ là việc nhà, mà việc nhà thì thực sự là nếu mà các bạn nói vì các bạn thích tự làm thì ok, không nói vấn đề gì. Còn nếu mà có thể giải quyết bằng chuyện rất đơn giản là thuê giúp việc giờ cũng được, một ngày một hai tiếng họ để họ dọn, tôi nghĩ nó không phải là một cái chuyện gì đấy để mà gây đến sự xích mích trong gia đình. Thì tại sao các bạn không giải quyết như thế? Em cũng chia sẻ là vợ chồng em cũng đang gọi là mới khởi nghiệp nên là về tài chính á, thì cũng còn nhiều cái nó cũng đang còn eo hẹp, nên là mình cũng phải tiết kiệm ở trong cái vấn đề chi tiêu để xây dựng một cái gia đình sau này nữa. Nên là cái công việc nhà thì em nghĩ là vợ một chút chồng một chút thì cũng làm cũng đơn giản thôi, nó cũng nhanh thôi, không có gì là nó phức tạp cả. Nhưng mà đôi lúc là tự cái tôi ở trong con người mình nhá, nhiều khi nó bộc phát lên á thì nó mới gọi là mới hai vợ chồng mới to nhỏ một chút xíu xíu thôi. Còn nếu như mà mình mỗi người mình kìm đi được cái tôi chút xíu lại thì sau khi ngồi mà suy nghĩ lại á thì thấy là nó rất là nhỏ. Chẳng qua là cái tôi mình lớn, thật ra 4 năm mình biết nhau thôi chứ mình về sống chung một nhà thì đương nhiên rồi, mỗi người một cá tính, trước đây mỗi người một cuộc sống đúng không? Mình mới ở chung với nhau có một thời gian ngắn thì làm sao mình có thể hòa hợp được với nhau mọi thứ được. Tự nhiên hồi xưa tôi ngủ mình, đâu giờ có một ông một bà tới nằm ngủ chung với mình đúng không? Rồi mọi việc ngày xưa ví dụ ở nhà mình phải làm, phải sẻ chung cùng thì, đúng không? Có ba mình làm, mẹ mình làm. Tự nhiên bây giờ mình phải làm, mà nhiều khi mình làm xong mình quay qua mình thấy ông kia ông nằm đó, ông coi tivi hay ông coi cái điện thoại, thấy chướng mắt ghê, tự nhiên mình đang làm mà cái gì làm mà
hay ngủ, tại sao bạn ngủ bạn bắt tôi đứng ủi áo cho bạn, thí dụ vậy. Nó là một cái tôi một chút xíu thôi, cái nhỏ đó từ từ mình không giải quyết nó sẽ lớn dần. Mỗi lần như vậy mình cứ nghĩ à, cái người này mình yêu thương 4 năm rồi nè, mình chọn nè, à cô này đang có bầu con mình nè, à anh này là mình cả yêu thương, mình thanh xuân mình quyết mình dành cho ảnh mà, đâu ai ép hai bạn đâu, hai bạn tự tìm nhau, tự đến với nhau. Thì để lúc đó cái tôi mình nó hạ xuống, và mục đích của mình là xây dựng, bạn còn nói mà tiết kiệm tiền để mà xây dựng một mái ấm nó cho ai, mái ấm nó cho cả hai bạn luôn. À, thì hiện tại cái vấn đề nó đang còn nhỏ thôi, nhưng mình phải giải quyết ngay từ lúc nhỏ, chứ mai mốt sinh em ra nữa ha, rồi nó nhiều khi nó cơm áo gạo tiền rồi nó mệt mỏi rồi con thì khóc nhè rồi này kia, thì nó rất dễ có những cái cảm xúc tiêu cực. Bây giờ mình sẽ xem tiếp một tình huống nữa đi nha, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. Rồi xin mời quý vị. Anh đi làm về rồi nè vợ. Anh về rồi hả? Vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Đang làm gì đó? Đang nhức đầu lắm, đừng hỏi. Trời ơi, anh đi làm về anh không mệt thôi, mắc gì ở nhà mà gì mặt căng thẳng, mệt mỏi quá vậy? Thì nè, cái dự án bữa họ em nói với anh đó. Mà dự án này sao mà gì đâu mà căng thẳng? Thì nói chung cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mà em cảm thấy nó hơi bị lệch hướng nè, nên bây giờ em phải kiểm tra lại từ đầu để thôi ảnh hưởng tới dự án sau nữa là nguy luôn á. Thiệt sự nha, nói không phải em đừng có giận anh chứ, kết quả của cái dự án này em bữa bàn á là anh biết nó thất bại ngay từ đầu. Anh đã nói với em mà, tại vì cái tính em á cũng hơi bướng, không chịu nghe lời anh, cắm đầu làm theo cái hướng này chi rồi bây giờ nó thất bại, thấy không? Thôi rút kinh nghiệm, đừng có buồn ha. Từ nào là dự án này thất bại luôn á. Em chỉ mới nói là dự án này có một vấn đề không quá nghiêm trọng, em cần phải coi lại từ đầu thôi. Tự nhiên bây giờ anh đổ thừa em là do em mà cái dự án này nó thất bại, là do em không nghe lời anh từ đầu, em cứng đầu là sao? Với kinh nghiệm bản thân của anh nhìn theo cái hướng này anh thấy nó không có khả quan đâu. Mà em cứ làm theo cái hướng này hoài là thế nào kết quả nó cũng không như ý mình à. Ý là bây giờ là dự án này nếu mà có thất bại là do em đúng không? Là em có lỗi đúng không? Ok, vậy là em có lỗi, vậy đi. Nhưng mà nếu thật sự mà em có lỗi đi chăng nữa, thì anh có cần phải ngay cái lúc này, ngay cái lúc em đang đau đầu, anh nói gì cái lỗi của em không? Hả? Chứ lúc nào anh cũng đổ lỗi cho em hết vậy? Không phải, cái vấn đề của anh ở đây muốn nói là gì? Kinh doanh là lúc nào nó cũng phải đi đôi với thất bại với thành công, hiểu không? Bây giờ nó thất bại thì anh nói cái lỗi của em để chi? Để em nhìn vô đó em rút kinh nghiệm cho những mấy cái dự án lần sau. Đâu có gì đâu mà căng thẳng với anh. Sao không căng thẳng anh? Bây giờ em đang bù đầu bù cổ cho công việc này. Bây giờ công việc này nó không theo ý em, em đã bực bội rồi. Anh về anh còn đổ lỗi cho em nữa, thay gì đó anh an ủi, anh động viên em một cái đi. Rồi sau đó khi nào mà em thoải mái rồi anh nói về cái lỗi lầm của em vẫn nghe mà, không nghĩ đến cảm xúc của em gì trơn vậy. Bây giờ em đang bực bội, em đang khó chịu trong người. Coi như là anh không nói gì hết ha, để cho em bình tâm em suy nghĩ được chưa? Muốn làm gì em làm. Đó bây giờ là anh bỏ phế em luôn đúng không? Muốn làm gì làm, tại vì sai rồi anh đâu có đúng cái gì đâu. Muốn làm gì làm, làm gì làm, tại vì cứng đầu quá mà. Bộ ghê em cứ vậy hoài. Lần này thì muốn nghe ý kiến của Nga trước ha. Với cái tình huống vừa rồi thì Nga thấy sao? Với tình huống vừa rồi á, thì em thấy là cũng đúng được khoảng 70%. Ông xã em lúc đầu mà khi mà đưa ý kiến á, thì sẽ không có để ý nhiều, nhưng mà sau cuối cùng lại là cái người mà nói là cái này là tại em. Vợ chồng mà lại làm chung một công ty thì cực kỳ dễ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn về công việc sẽ nhiều hơn là mâu thuẫn trong gia đình, chắc chắn luôn. Mà sao nghe giống như kiểu là chồng luôn đổ thừa cho vợ vậy phải không? Dạ. Công việc đó chị, chứ còn ngoài những cái vấn đề mà gia đình thì em không nói. Về cái lĩnh vực mà công ty của hai vợ chồng đang khởi nghiệp á, thì ai là người mà nắm rõ về chuyên môn nhất? Chuyên môn thì em sẽ là người nắm, em sẽ là người trực tiếp điều hành. Còn ông xã em thì ở cấp độ là nhà đầu tư thôi. Có mâu thuẫn, có tranh cãi thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Thường khi mà trong một cái câu chuyện á, mà để mà người dập tắt cái vấn đề đó thường là em. Tại vì cái suy nghĩ của em sẽ suy nghĩ về hai phía. Một là cái chiều hướng tích cực, hai là chiều hướng tiêu cực. Thì em sẽ phân tích ra hai hướng như vậy. Thì sau đó hai vợ chồng sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất cái phương án đó. Còn chồng em thì thường là ở một góc độ là đầu tư thì chắc chắn sẽ nhìn về lợi nhuận, nhìn về cái doanh số. Còn nhiều lúc mình trong quá trình mình làm, mình xây dựng chiến lược này, nhưng mà chắc chắn thì mình làm thì nó sẽ không có kết quả ngay, mà nó phải từ từ. Thì nó chỉ mâu thuẫn ở cái cấp độ mà
cái chiến lược ban đầu và sau khi kết quả thôi. Dạ. Từ trước giờ là mình đã bị cái thất bại nào chưa? Hay là chỉ là mới là đổ qua đổ lại thôi? Chắc chắn thất bại thì phải có chị. Cái mâu thuẫn thì nó cũng xảy ra từ đó. Tôi muốn hỏi Kiên một chút xíu là lúc nãy con nghe có nói á, là ngay từ đầu thì Kiên không có đưa ra cái ý kiến hoặc cái góp ý của mình, rồi gần gần về sau rồi đó thì mới nói là cái này nó sai rồi. Thì tôi muốn hỏi thêm là tại sao ngay từ đầu thì mình không có bàn thảo cho nó kỹ, thật kỹ về cái chiến lược? Thiên về công việc á, thì em để cho vợ em đứng ra điều hành công ty, em thì luôn luôn đứng đằng sau và em quan sát. Lúc đầu là trên cái dự án thì mình chưa thực hiện thì mình chưa thấy được cái vấn đề của nó. Sau khi thực hiện đó thì em thấy được cái vấn đề của nó và em có góp ý cho vợ em. Góp ý thì vợ em không có nghe. Càng ngày thì nó càng đi theo cái chiều hướng xấu. Lúc đó thì em mới lúc đó anh nói rồi sao em không nghe? Em phải như vậy đó, anh có góp ý cho em rồi mà tại sao em cứ làm theo ý của em? Hồi đó em quen vợ em là tại em thích vợ em, là có những cái suy nghĩ rất là tích cực, đúng không? Thì trong công việc cũng vậy thôi, có cái gì khó khăn thì cổ luôn luôn suy nghĩ theo cái hướng tích cực. Mà em là bác đi những cái suy nghĩ của cổ làm gì? Ví dụ như em thấy cái điều em là đúng là mình phải kiên quyết, mình phải mổ xẻ ngay từ đầu, đúng không? Tại vì thật sự thất bại của vợ cũng là thất bại của mình luôn. Đó, trong khi là đoạn đầu thì em cứ để cho cổ ấy rồi cứ cuối rồi khi người ta làm không được thì cũng không phải là em đến em tìm hướng giải quyết cái vấn đề cô vợ đưa ra. Nếu như khi mà em để cho cổ tự chủ động trong công việc thì làm sao có thể đúng hết được? Mình là kinh doanh đầu tư mà, đúng không? Nếu mình đúng hết được thì mình giàu rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Đó, thì nếu như trường hợp mà khi mà xảy ra những cái tình huống là nó chưa được đúng theo kế hoạch của mình và nó chưa phát triển giống như mình mong đợi, thì thay vì là ngồi bàn bạc và hỗ trợ vợ mình để tìm ra cái mấu chốt, tìm ra cái cách chuyển hướng và để mà gỡ, thì em lại ngồi đó là em trách móc là tại vì không nghe lời anh mới là như vậy. Thực ra thì các cuộc đúc kết lâu rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình cũng có thể là cùng nhau góp ý được, nhưng góp ý theo cách như thế nào? Cái cách mình góp ý làm sao để cho đối phương người ta cảm nhận được là mình đang quan tâm chứ không phải là chỉ trích thẳng vào mặt nhau, thì rõ ràng trong một gia đình mà vợ chồng như thế thì còn không bằng người ngoài nữa. Thực ra thì quan điểm riêng của Thúy Hạnh thôi nhá, người vợ trong gia đình vẫn là người lèo lái về cái sự mềm mại trong gia đình, vẫn cần khéo hơn người chồng. Bản chất đàn ông không thể khéo như phụ nữ được, thì nếu mà người vợ khéo thì cái câu chuyện lèo lái trong cái cuộc sống gia đình nó sẽ dễ êm ả hơn rất nhiều là bắt người chồng phải lèo lái chuyện đó. Chúng ta thấy một cái điều nữa này nữa nè, giữa vợ chồng đang có mối quan hệ tình cảm, bây giờ cái công việc là mối quan hệ giữa cái việc là cái người nào là người quyết định, rồi người nào là người đưa ra chiến lược, người nào là cái người mà thực thi, nó cũng phải rất là rõ ràng. Đúng là rất là khó khăn trong cái việc là dung hòa giữa cái yếu tố về gia đình và yếu tố về công ty. Nên làm sao đó thì tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp của các bạn thì cũng cần phải có thêm một số những người cố vấn mà người ta rất giỏi về chuyên môn ở một cái lĩnh vực mà cái công ty của bạn đang có công việc á, thì chúng ta cũng có thể nhờ một số những cái cố vấn, thì như vậy có tiếng nói nó trung lập hơn, đúng không ạ? Ngay từ đầu chúng ta cũng thấy rằng cái tình cảm á, nó không có duy trì được bền vững đâu, mà nó phải do cái sự đáp ứng nhu cầu giữa cả đôi bên. Nên mỗi bên đúng như bạn nói, bạn Kiên nói là phải nhường một chút, hạ cái tôi xuống một chút, và mình phải lắng nghe đối phương một chút, để mà từ đó thì những cái nhu cầu của mỗi người được cái người kia đáp ứng á, thì lúc đó tình cảm á, của chúng ta nó mới tiếp tục được vun đắp và nó càng ngày càng bền chặt hơn. Đừng có tưởng là nó nhỏ nha, chính cái việc mà không ủi đồ thôi, một lần, hai lần, ba lần, nhưng ảnh cầm cái bàn ủi mà ảnh ủi đồ á, ảnh đang rất là ấm ức. Ảnh rất ấm ức, mà ấm ức ngày 1 qua ngày 2 qua ngày 3 ngày 4 thì lúc đó nó sẽ trở thành vấn đề lớn. Nên vì vậy tôi nghĩ là phải ngồi lại để nói chuyện với nhau và phải đặt vào cái vị thế của nhau một chút để mà mình điều chỉnh lại. Rất là may mắn là vì sao mà hai bạn còn rất là trẻ mà tư duy của hai bạn đều là những người hiện đại. Những người của cái thế hệ mới là vợ chồng nè, bây giờ lại là đồng nghiệp nữa, và hai bạn chỉ cần thêm một cái yếu tố nữa, mình là bạn với nhau, tri âm tri kỷ với nhau nữa là tuyệt vời. Tình yêu mình có rồi, công việc mình lại cùng chung nữa ha. Bây giờ thêm một cái chút tình bạn tri âm tri kỷ nữa để có thể đối thoại nè, mỗi sáng ngủ dậy có thể dành ít phút nhâm nhi một ly cà phê rồi đọc tin tức hoặc là trao đổi những cái thông tin trong ngày mình sẽ xử lý những cái gì, trong bữa ăn mình cũng có thể nói một chút xíu về cái công việc rồi sau đó mình vun đắp cái tình cảm. Quan trọng ở Kiên là thời điểm này là thời điểm nhạy cảm của phụ nữ, đừng để cho họ nghĩ họ bị áp lực công việc quá nhiều và bị chồng bỏ bê bởi vì vợ em đang mang thai. Thí dụ như bình thường cô ấy làm được hết những chuyện đó ha, không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà bây giờ cổ hơi bị gọi là cảm xúc nó có vấn đề một chút, mình hãy hiểu như vậy đi, hãy thông cảm, thì mình quan tâm hơn một chút. Có thể là ngoài công việc mệt mỏi, có thể lâu lâu đưa vợ ra ngoài ăn một cái gì đó, nếu không đi được không thuận tiện thì có thể ra ngoài mua một cái bánh, cái kẹo, cái hoa, cái ly chè, cái gì đó mà vợ mình thích để cho vợ mình cảm thấy là được chăm sóc, được yêu thương. Bởi vì dù mang thai cổ vẫn tiếp tục công việc chứ, công việc đâu có trì trệ lại được đâu. Còn riêng về Nga cũng vậy nữa, chia sẻ với chồng
lôi chồng vào trong những cái công việc của mình để cả hai cùng thỏa thuận. Bây giờ rất may là những cái vấn đề của các bạn còn nhỏ xíu à, nhưng mà các bạn vẫn nhìn chung một hướng là muốn xây dựng cái mái ấm của mình, xây dựng cái sự nghiệp cho bản thân. Cho nên là không có gì quá lớn, chỉ cần là mình chịu chia sẻ với nhau thêm thì tôi nghĩ là mọi cái vấn đề của các bạn sẽ rất là dễ dàng. Nhưng đương nhiên phải hiểu rằng sắp tới để chờ đón một thiên thần bé nhỏ thì áp lực của các bạn nó sẽ tăng lên gấp rưỡi, tăng lên gấp đôi. Các bạn phải cùng nhau cố gắng. Cái câu chốt là trong cuộc sống vợ chồng bao giờ cũng nên nhường cái tôi để cho cái chúng ta. Cái từ chúng ta mới quan trọng. Ai cũng có cái tôi hết, nhưng mà cái tôi đó để ngoài xã hội. Về đến nhà thì không nên để cái tôi của mình cao hơn người bên cạnh. Đấy là quan điểm của Hạnh. Hạnh cũng luôn luôn nói chuyện với ông xã Hạnh như vậy. Thực ra là Hạnh với ông xã bây giờ cưới nhau là cũng 14 năm rồi. Trong 14 năm cũng giống như vợ chồng các bạn thôi, cũng có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà chuyện lớn thì giải quyết lên dẹt cái, nhưng mà thường lại chỉ xích mích chuyện nhỏ. Giống như cặp vợ chồng này này, ở nhà những cái chuyện nhỏ nhỏ lại dễ xích mích. Tại thì khi những cái chuyện nhỏ mình nghĩ trong đầu không thèm nói. Không thèm nói mà tức. Đấy, tức nhưng mà không thèm nói. Tức không thèm nói, nhưng mà thứ ra càng không muốn nói, không muốn nói nữa càng tích tụ nhiều. Phải thành nói. Ra là trong gia đình á, mình nên chia sẻ với nhau. Dù chuyện lớn, chuyện nhỏ, mình nên chia sẻ chứ mình đừng giữ trong lòng. Mình cứ giữ trong lòng á, đôi khi nó thành là cái cục tức nó cứ lớn dần xong nuốt không trôi á. Mà đến lúc nuốt không trôi rồi là nó thành vỡ chuyện luôn. Nên thà những chuyện lớn chuyện nhỏ thì mình cũng nên chia sẻ hết. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng không bao giờ nói chuyện được với nhau, nhưng mà lại nói chuyện được với bạn. Thế giống như cảm giác nhà bạn dễ nói hơn. Và giống như là khi mà sống với vợ chồng nhiều, người ta hiểu mình quá rồi, nói ra chưa kịp nói ra đã bị người khác nhảy vào miệng nói mất. Nhưng mà đừng bị cái cảm giác đó. Tại thực ra đó mới là chuyện sai. Không nên như thế. Mình nên chia sẻ trực tiếp với nhau, chứ đừng tìm một người thứ ba. Vì khi chia sẻ với một người thứ ba nghĩa rằng là mình không tin đối phương của mình nữa. Mình còn không tin cái người sống cùng với mình nữa. Nên quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng phải đầu tiên là tin nhau, thương nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ. Đấy nha, vợ luôn cười tươi, con mình mới xinh đẹp được nha. Rồi, thế bây giờ thì đây là ý kiến của những người ngoài thôi ha. Vẫn là những ý kiến cho các bạn tham khảo thêm. Cái chính vẫn là hai bạn. Bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau và hãy nói cho người bạn đời của mình biết là mình mong muốn người ấy thay đổi điều gì. Trong quá trình mà mình đồng hành cùng với nhau thì anh cũng mong là vợ chăm chút hơn một chút xíu về cái việc gia đình. Ví dụ như là nấu cơm ngon hơn, lên mạng học hỏi những cái món ăn mà nấu cho anh nhiều món ăn hơn. Em thì em chỉ mong muốn là chồng em đừng đổ lỗi nữa thôi. Nói chung là mình hạn chế đổ lỗi. Em thì em không có thích một cái người đổ lỗi. Khi mà mình sai cái gì thì bản thân mình nhận ra lỗi thì mình sẽ khắc phục được cái lỗi đó. Còn nếu mà mình không có nhận ra cái lỗi của mình thì sẽ gọi là đi đổ lỗi cho người này người khác, thì cái cuối cùng công việc không giải quyết được, mà trong cái lòng mình nó sẽ cảm giác ức chế rất là nhiều. Chúng tôi cũng đã nghe sự mong muốn của các bạn. Bây giờ Tường sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thưởng thức âm nhạc để dành cho hai bạn ít phút thư giãn và cùng suy nghĩ về cái nguyện vọng của người bạn đời mình nhé. Rồi, xin mời quý vị.
đời dài, mơ yêu đương mơ mãi suốt đời. Bây giờ thì thời gian dành cho hai bạn. Tường xin mời Kiên và Nga hãy lên sân khấu, hãy dành cho nhau những lời chân thành nhất, những lời mà mình muốn thể hiện với người bạn đời của mình trong phút này, trong chương trình Góc Khuất Hôn Nhân. Xin mời hai bạn. Những cái xích mích trong cuộc sống đó, nó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là hai vợ chồng hiểu nhau và đồng hành với nhau. Và có khó khăn gì nếu mà mình hiểu nhau á, cùng nhìn về một hướng thì chắc chắn nó cũng sẽ vượt qua hết. Chúng mình cùng bỏ đi cái tôi của mình và tin tưởng nhau thì mọi thứ sẽ được giải quyết hết. Cái gì mà em mong muốn ở anh thì anh hứa là sẽ thay đổi, anh sẽ không có đổ lỗi nữa. Mà mỗi khi gặp vấn đề thì anh sẽ cùng em đưa ra những cái phương án tốt nhất để mình cùng giải quyết. Và anh sẽ bỏ luôn đổ lỗi. Thay mặt cho chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, chúc cho hai vợ chồng em ha, đó luôn nắm tay, luôn cười tươi như thế này, rồi đón chào thiên thần bé nhỏ của mình ra đời nha. Kính thưa quý vị, chương trình Góc Khuất Hôn Nhân do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Pinhouse thực hiện xin phép được tạm dừng tại đây. Nhưng quý vị nhớ đón xem khung giờ rất quen thuộc của chương trình nhé, vào lúc 20:25 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ta nói nhà hàng xóm vui vẻ dễ sợ. Mới về... Ủa anh cũng mới về luôn hả? Mới về luôn hả? À. Hỏi ngây thơ quá. À. Sao? Sao? Đi theo tiếng gọi tình yêu giờ mới về đó hả? Đi cho đã đời, cũng không có về nhà làm việc nhà hay gì đó vậy đó. Nấu xong ảnh không ăn, không ăn cái một mình em ăn hoài. Cho nên em bực mình, em không nấu nữa, em cho ăn ở ngoài, em đi tám. Em đi thường là em nói chuyện của kể chuyện trong nhà em cho người ta nghe nó nhiều hơn hay là em đi hỏi chuyện của người ta nhiều hơn? Những người như vậy thì họ rất cần, họ rất có cái nhu cầu về giao tiếp quảng giao, chứ không phải giao tiếp để tạo ra lợi ích. Thấy hai vợ chồng này á, tuy là có những cái góc khuất thiệt á, nhưng mà có vẻ bình ổn lắm. Người này có bực mình người kia đó, người kia cũng có bực mình người nọ về những cái tật xấu. Nhưng mà thôi kệ.